đến Quảng Trị, là nhắc đến vùng đất đau thương như Bom Đạn, là nơi phải chịu nỗi đau vô hạn, trực tiếp mang trên mình vết thương chia cắt. Dù chiến tranh đã qua gần nửa thế kỷ, nhưng những ký ức về những năm tháng đạn bom máu lửa vẫn còn đó. Minh chứng rõ nét nhất đó chính là những di tích lịch sử, những địa chỉ đỏ, khu lưu niệm để nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ oanh liệt của dân tộc Việt Nam. Và đặc biệt nhất trong sổ đỏ là địa đạo Vĩnh Mốc, công trình kiến trúc kỳ vĩ dưới lòng đất, nơi những người con của vùng đất Vĩnh Linh sống và chiến đấu hết mình để giành độc lập cho dân tộc Việt Nam. Địa đạo Vĩnh Mốc chính là minh chứng chân thực nhất cho những năm tháng chiến tranh, sức sống mạnh liệt, ý chí quật cường bảo vệ tổ quốc, và đặc biệt là sự thông minh, sáng tạo của quân và dân ta. Chính vì thế, trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Hữu Dực đã tổ chức hành trình trải nghiệm cho các em học sinh khối lớp 9 để giúp các em thông qua chuyến trải nghiệm có thể hiểu, cảm nhận sự chịu đựng gian khổ của ông cha ta trong những năm tháng chiến tranh. Đầu chuyến hành trình, các bạn học sinh tập trung tại trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Hữu Dực, xã Triệu Thuần, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trước khi xuất phát, hầu như các bạn học sinh nào cũng rất hứng khởi khi được nghe cô giáo chủ nhiệm thông báo là chuẩn bị đi trải nghiệm tại địa đạo Vĩnh Mốc. Tập trung tại sân, các bàn toàn khối đã được nghe cô hiệu trưởng thông qua các quy chế và nội quy khi tham gia. Sau khi nghe xong, các bàn lên xe và xuất phát. Địa đạo Vĩnh Mốc thuộc địa phận thôn Vĩnh Mốc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Khi mới vừa đến nơi, hầu như các bạn học sinh đều cảm thấy rất thích thú bởi không khí ở đây rất mát mẻ, nhờ ở gần biển và được bao phủ bởi một rừng tre. Sau khi phân chia tổ để đi tham quan, các học sinh được hướng dẫn viên thuyết minh chi tiết về địa đạo Vĩnh Mốc. Toàn bộ đường hầm địa đạo Vĩnh Mốc được chia thành 3 tầng và được nối thông với nhau qua trục chính dài 870 m. Chiều dài tổng thể của làng hầm là 1.701 m, gồm có 13 cửa ra vào địa đạo và 3 giếng thông hơi.
Mặt bằng cả đường hầm địa đạo Vĩnh Mốc được đào cao hơn 5 mét so với mực nước biển, nghiêng từ 8 đến 120 độ từ Nam về Bắc, từ Tây sang Đông để nước dễ thoát, lại không bị động trong địa đạo. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra được bình thường, kể cả vào mùa mưa. Nhờ đó mà đất sét trong hầm ngày càng cứng hơn, khiến cấu trúc địa đạo Vĩnh Mốc vẫn tồn tại gần như nguyên vẹn cho đến ngày nay. Hướng dẫn viên sẽ dẫn bạn đi theo một cung đường vào từ cửa sổ 3 ra ở cửa sổ 5. Đây là những đoạn đường dễ đi nhất trong địa đạo, nhưng vẫn giữ nguyên vẹn nền đất cũ. Bạn có thể chạm tay vào đất để cảm nhận độ mềm, nhưng lại có khả năng kết dính vô cùng tốt. Sau khi kết thúc chuyến đi, mặc dù khá mệt sau một quãng đường khá xa dưới lòng đất và những bậc thang cuối khá dốc, nhưng hầu như các bạn học sinh nào cũng cảm giác rất tự hào về cha ông, về lịch sử dân tộc và nung nấu ý chí sự quyết tâm học thật giỏi, cố gắng bản thân để đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh.